Câu chuyện nhân quả báo ứng có thật này xảy ra vào đầu năm 1990. Trương cục trưởng từ đầu năm nay bỗng vướng bệnh lạ. Tự dưng ông phát lạnh, lạnh tới buốt đầu, vào mùa hạ tháng 6 mà phải mặc áo bông. Từ lúc bị quái bệnh này, mặt ông tái nhợt, toàn thân ẩm ướt, một chút sức lực cũng chẳng còn, cho nên đành nằm dưỡng bệnh tại nhà. Hai năm nay ông đi khắp bệnh viện danh tiếng chẩn khám, nhưng không nơi nào tìm ra bệnh. Tiêu tốn mấy chục triệu, nhưng không tìm ra nguyên nhân, bệnh vô phương chữa trị. Gần đây, có người thân mách ông tìm vị đại sư thần thông quảng đại. Vị này giỏi trị bệnh nan y, dù các y viện bó tay ngài đều có thể chữa khỏi. Ông Trương chẳng tin, mới đầu ông từ chối, sau vì thân nhân khuyên mãi nên đành nghe theo. Ông cũng muốn thử xem biết đâu gặp thầy hay thì có thể chữa lành. Khi đại sư tới, ông Trương đang nằm hè tháng 5 mà ông lạnh tới răng va vào nhau lập cập. Đại sư trông còn trẻ khoảng hơn 50 tuổi, dáng chất phát phúc hậu thuần khiết. Đại sư chỉ liếc sơ ông Trương một cái, thì ông đã run lẩy bẩy tỏ vẻ kinh sợ cực kỳ. Đại sư như hiểu rõ dịu dàng nói, vong linh đang chịu oan khuất kia đừng sợ, ta đến là để giúp ngươi giải oan. Tuyệt không hề có ý làm hại, nên hãy yên tâm, đừng lo lắng. Đại sư trầm ngâm một hồi rồi nói, ai là thân nhân của ông Trương thì ở lại nghe tôi nói chuyện. Những người khác xin vui lòng tránh đi hết cho. Trong phòng giờ chỉ còn lại ông Trương và cô em gái khoảng hơn 30 tuổi. Đại sư lên tiếng, thực ra bệnh này cũng dễ trị, nhưng phải xem thái độ ông Trương như thế nào. Em gái ông nghe nói bệnh có thể chữa lành thì rất mừng, vội hỏi cách chữa trị. Đại sư giải thích, bệnh này là do một cô gái tìm đến báo oán. Cô ta vốn là em vợ ông Trương. Chuyện giữa hai người, ông ta là người rõ nhất. Đại sư nói xong thì sắc mặt xanh lét của ông Trương đỏ bừng rồi chuyển sang tái nhợt. Cô em gái bèn hỏi, ý đại sư nói là giữa anh con và cô em vợ Lâm Lâm ư? Cô ấy đã bị chết đuối khi còn rất trẻ. Chuyện này thì cô nên hỏi anh trai mình thì sẽ rõ. Nếu cô ta tự té xuống nước chết thì đâu có gì phải ôm hờn, báo oán. Cái chết của cô Lâm có liên quan đến anh trai cô, ông đã làm hại tới hai mạng người. Đại sư càng nói càng huyền hoặc, khiến cô em ngơ ngác không hiểu thế nào. Đại sư bảo, hiện giờ không có người ngoài nào khác. Ông hãy tự mình nói ra mọi chuyện, nếu không, làm sao tôi có thể chữa trị cho ông được. Lúc này ông Trương câm nín, nhưng hình ảnh quá khứ lại hiện về trong tâm trí ông. Đó là một ngày mùa xuân, lúc đó ông đã kết hôn được 2 năm. Trong thời gian này, cha mẹ vợ nối tiếp nhau tạ thế, bỏ lại đứa con gái út mới 16 tuổi. Vợ của ông do chẳng còn cách nào khác, đành phải rước em gái về ở chung. Nhưng một lần vợ công tác vắng nhà, ông Trương thấy em vợ tuy tuổi nhỏ nhưng thân thể đã nảy nở, nên lòng dâm một phát. Tối đó ông liền dụ dỗ cưỡng đoạt cô em. Nào ngờ sau đó Lâm Lâm mang thai, cô rất sợ hãi lại khó bề mở miệng kể ra với chị mình. Nếu như để người ngoài biết được thì chỉ càng xấu hổ thêm. Lâm Lâm cùng đường nghĩ quẩn, cô đành nhảy sông tự vẫn. Đại sư thấy ông Trương cứ ngồi im không chịu khai gì, liền nói, có vẻ như ông không muốn ta chữa bệnh cho. Thôi thì ta về đây. Cô em thấy đại sư đòi về bèn bảo Trương, anh hai, chúng ta đều là người nhà cả, có gì mà khó nói chứ. Muốn trị lành bệnh thì anh kể ra như thầy yêu cầu đi. Thấy ông Trương vẫn nín thinh không mở miệng, cô em quay qua năn nỉ đại sư, xin ngài chỉ bảo cho. Đại sư đem những gì mình nhìn thấy kể hết ra và thở dài bảo, xem như ông ta hại tới hai mạng người. Chứng lạnh rét trên thân ông là phản ảnh cảnh giới thọ khổ của vong linh Lâm Lâm. Ông Trương không ngờ là hôm nay mình lại gặp thần nhân, liền bảo, nếu như được lành bệnh, sư dạy chi ông cũng làm theo. Đại sư nói, tốt, vậy thì nội trong 7 ngày thôi, ông sẽ thấy mình khỏe lại. Sang ngày thứ 8 thì qua đây đón tôi tới làm lễ siêu độ cho vong linh. Nếu như ông không thực lòng sám hối, chẳng muốn siêu độ đàng hoàng, bệnh sẽ không lành đâu nhé. Hãy nhớ kỹ lời tôi nhắc nhở. Quả nhiên đến ngày thứ 3, chứng rét run trên người ông Trương biến mất. Ngày thứ 4, thứ 5 ông đã có thể xuống giường bước đi như người bình thường. Đến ngày thứ 7 thì khỏi hẳn, chỉ còn thấy hơi yếu chút thôi. Nhưng qua ngày thứ 8, ông không đi thỉnh đại sư tới, bởi ông nghĩ mình đã được khỏe, xem như bệnh lành rồi, thì còn đến thỉnh đại sư làm chi nữa. Cho dù ổng có là thần tiên, mình cũng không muốn gặp người biết rõ chuyện xấu mình từng làm. Qua ngày thứ 9, bệnh bỗng tái phát mãnh liệt, mức độ còn nặng và nguy hiểm hơn trước đây. Toàn thân ông rét run, răng ba lập cập, mặt tái nhợt, nhìn như người sắp chết.
Tình thế cấp bách, vợ ông vội kêu xe đến mời đại sư, nhưng đại sư đi vắng vài ngày nữa mới về. Chưa tới 2 ngày, ông Trương đã mạng vong. Sau đó, tôi hỏi đại sư vì sao ngài cố tình tránh mặt đi vắng. Đại sư đáp, gặp hạng người bội tín, chẳng có lòng tin, hành xử vô lương tâm. Tôi chẳng thể nào chữa trị vì chi phí công vô ích. Hãy xem ông ta hại cô em vợ tính thêm đứa con trong bụng nữa thì là 2 mạng người, tội này lớn lắm. Vì sao tôi biết rõ chuyện nhưng vẫn muốn ông ta tự mình nói ra? Chính vì muốn tạo cho ông ta có cơ hội phát lộ sám hối, tự mình thú nhận kể tội trước thân nhân. Nhưng ông ta một bề không biết lỗi, không có chút tâm ăn năn. Hạng người như thế tôi làm sao có thể giải oan giúp cho được? Oan có đầu, nợ có chủ, đành phải để oan quỷ đến bắt ông ta đi thôi. Đại sư còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện nhân quả báo ứng có thật. Những kẻ hại người vướng phải quái bệnh ngài gặp rất nhiều. Số khỏi bệnh đa phần là những kẻ biết ăn năn sám hối. Trích chuyện nhân quả báo ứng có thật theo báo ứng hiện đời. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow mình để được nghe các câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.